vì lý do gì mà ngày hôm nay chúng ta ở ngoài này? Dạ, không ở trong tiệm. Tụi con đi hết từ thiện. Từ thiện lại là sao? Là thứ nhiên là miễn phí. Dạ đúng rồi, dạ hết tóc không đồng. Không biết là mình có thể trải nghiệm ngồi đây để cắt cái mái tóc của mình hay không? Tóc mới cắt đây đó, nhưng mà cũng thấy nó cũng có cái gì đó nó hay hay. Xin chào mừng tất cả quý nhà của Đồng Hương đến với lại chương trình Máy Cô Hoa Phiêu Du Ký ngày hôm nay ở tại thành phố Tây Ninh. Thưa quý vị, ở ngoài quận bên kia đó là cái biểu tượng của thành phố Tây Ninh này. Đối với tất cả quý vị, đó là cái gì? Khỏi nói luôn, đó là núi Bà Đen. Mô hình của núi Bà Đen ở đây là những cái di tích mà những cái mà phong cảnh đẹp nhất ở đây. Ai về đây cũng phải ghé núi Bà Đen. Và cái mô hình đó là cái biểu tượng chào đón tất cả quý khách ở khắp nơi về với lại thành phố Tây Ninh. Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi thăm viếng thành phố Tây Ninh. Kính thưa quý vị, hồi nãy đứng bên kia đường, chúng tôi nhìn qua bên này thấy tất cả các anh ở đây mặc cái áo vest khỉ màu nâu. Chúng ta đang thắc mắc không biết là mấy anh này làm cái việc gì ở bên này. Thế nên là bước qua bên này để tìm hiểu thêm coi là các anh đang hớt tóc, cắt tóc. HN2K là cái gì? Là cái gì? Là Hoàng Nhi 2K. Hoàng Nhi 2K. 22K. Là sao vậy? Giải thích đi, giải thích. Dạ là sư phụ, tên của sư phụ. Tên của sư phụ chuyên môn dạy đi hất dạo hay là... Dạ có tiệm. Có tiệm đàng hoàng. Dạ. Vì lý do gì mà ngày hôm nay chúng ta ở ngoài này? Dạ. Không ở trong tiệm. Tụi con đi hết từ thiện. Coi cái tóc này lát nữa có cắt được gì nữa không? Dạ được. Được không? Dạ được. Gọt được ha? Dạ. Từ thiện lại là sao? Là thứ nhiên là miễn phí. Dạ đúng rồi, dạ hết tóc không đồng. Ngày nào mình cũng đứng ở ngoài này hay là chỉ lâu lâu mình tới một cái địa điểm này, địa điểm kia? Dạ thứ ba thì cũng còn... Này, cái từ thiện này cũng lâu rồi. Mà lâu rồi? Dạ, mà hàng tuần thì có thứ ba và thứ năm. Trong cái thành phố Tây Ninh này? Đi vòng vòng chỉ có công viên, cái địa điểm này thôi. Dạ. Công viên này, công viên tên gì? Công viên 30 tháng 4. 30 tháng 4. Anh cảm thấy như thế nào? Nãy giờ ngồi im ru để cho mấy người là tự do cắt cái đầu của mình. Bật mí nha, đẹp lắm á, đang cắt đẹp lắm á, mốt dạ. Lắm đó. Cảm ơn. Dạ, mốt lắm đó. Ở đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm gì việc này hay là có nhiều lần rồi? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Anh cảm thấy như thế nào khi mà ngồi ngoài đường mà mát như thế này, có cây cảnh đầy đủ hết, đưa một những người thợ này ngồi cắt cho mình? Dạ, cảm thấy cũng hơi hân phấn. Vậy hả? Nhưng mà cũng mình có cái sự lựa chọn không, hay là tới phiên ai người đó cắt như thế nào, hay là mình tới mình thấy dạ. Ai đó mình chỉ người đó cắt hay là như thế nào? Thấy mấy anh đây là họ vô hỏi cái là cắt luôn. Cắt luôn. Nhưng mà anh có nghe cái việc mà cắt tóc từ thiện như thế này trước đây không? Dạ này cũng mới nghe. Cũng mới nghe. Dạ, cũng mới cắt lần đầu. À. Dạ. Rồi lần sau mà muốn cắt tóc nữa phải đi tìm mấy anh này phải không? Như đây là nói mấy anh này nói thứ ba thứ năm nè. Thứ ba thứ năm. Cứ canh 2-3 tuần, thứ ba thứ năm chạy ra đây cắt tóc. Ngày ngày nữa con có tiệm ngay này cắt tóc miễn phí cái này. Cái tiệm trong đó cũng cắt tóc miễn phí luôn? Dạ, đang mở tiệm vài bữa nữa là mấy con vô đó hết. Vô đó hết? Dạ. Không, ở ngoài này lý thú hơn chứ, vui hơn chứ. Ở trong đó có mát, có kính đồ làm bài bản hơn ngoài đây xíu nữa. Ê, đâu có sao, ở đây thấy cũng mát. Trong đó cũng hết hợp đồng luôn, miễn phí. Vậy nữa? Thuê mặt bằng mấy con hết. Có ghế, ghế, có đồ tiện hơn ở ngoài đây. Có ghế, có kính đồ. Anh ở đâu vậy? Ở đây, ở đâu? Dạ, cắt tóc bao lâu rồi? Dạ, cắt đây được 2 tuần. 2 tuần, làm nghề cắt tóc bao lâu? Dạ, học nghề là khoảng 6 tháng. Bây giờ đang học hay là ra trường rồi? Dạ, đang học. Đang học, chừng nào mới biết là mình tốt nghiệp? Thì ai biết nhanh thì ra nghề nhanh. Bây giờ nó đòi hỏi lắm, nhiều cái mốt cắt này. Bây giờ cái bạn này, cái tóc này, cái mốt này nè, nghe không? Rồi còn cái tóc này thì dễ rồi, cái tóc này là chỉ ngắn gọt lên thôi không? Cái này hơi khó nè. Hả?
vừa cốc cắt mà vừa nhuộm là đẹp nè. Cái đó khoảng bao lâu mình học được cái nghề đó? Dạ cỡ mình học thêm hết bên cắt tóc này xong rồi mới học học mới biết được cái kiểu nhuộm. Nhưng mà hay cái là mình có thể mình chọn mình học bất cứ cái tiệm nào, nhưng riêng cái tiệm mà HN2K này đó là sư phụ nói là các em các con phải đi ra làm từ thiện giúp, hay là nó đã có từ lâu rồi hay là ông thầy đã dặn? Dạ hồi trước là mới mở một cơ sở thôi là con đã có hết từ thiện này rồi. Hết từ thiện rồi. Dạ. Cứ ngồi ở đây rồi thấy mà anh em nào đi ngang qua muốn cắt tóc rồi mình mời xuống. Dạ mời vô dạ. Rồi có nghỉ ca không hay là cứ ngồi đứng có cắt hoài vậy? Dạ là suốt thứ ba thứ năm là cứ hết từ sáng, từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Thưa quý vị, một số các anh em đứng đây rất là đông để mà chuẩn bị cắt tóc ở trên cái góc tường như thế này. Thứ ba và thứ năm từ sáng cho tới chiều. Vừa tập tay nghề vừa làm từ thiện. Từ thiện ở đây là tất nhiên là không có lấy cái thù lao. Cũng có tiệm hẳn hoi. Em này mới nói là sẽ dọn về trong tiệm mát mẻ hơn, đủ tiện nghi hơn. Nhưng mà cá nhân Michael Hòa thì thấy nó rất là thoải mái ở ngoài này, rất là mát. Không biết là mình có thể trải nghiệm ngồi đây để cắt cái mái tóc của mình hay không. Tóc cũng mới cắt đây đó, nhưng mà cũng thấy nó cũng có cái gì đó nó hay hay. Việt Nam mình bây giờ có nhiều cái nó lạ lắm. Mà ở Tây Ninh này chúng ta đã thấy một cái công viên mát sạch như thế này, có các bạn trẻ đứng đây để cắt tóc. Mình đi qua bên kia một chút xíu, mình coi coi ở bên này là mấy thợ đang chú ý. Người thì cắt, người thì để ý để mà xem, giống như là tự kiểm tra lấy nhau, tự coi để mà học hỏi. Hồi nãy giờ là thấy là phần lớn là các bạn cắt là tay nghề nam không, mà có bạn nữ ở đây nữa nè. Con tên gì? Dạ tên Tuyền. Cắt tóc học bao lâu rồi? Dạ học gần một năm rồi. Gần một năm rồi là ra thợ rồi? Dạ. Bây giờ bữa nay là thấy mấy người này là có người hồi nãy mới có mấy tuần rồi. Rồi mình đứng đây rồi mình kiểm tra mấy người mới học hay sao? Dạ ra đây cũng đứng cắt rồi. Nghe mấy anh em cắt luôn. Đứng coi cắt, à. Coi rồi phụ giúp nhau. Dạ. Thứ ba thứ năm. Dạ. Có tiệm riêng chưa? Dạ chưa. Chưa. Dạ. Dạ, cũng thứ ba thứ năm ra đây là dạ. Thiện nguyện vậy đó. Dạ. Thú không? Dạ. Có thú vị gì không? Dạ vui. Vui. Dạ, vui sao? Thấy vui trong lòng khi giúp đỡ mọi người. Hay. Dạ. Hay. Vui trong lòng để mà giúp đỡ mọi người ở đây. Mặc cái áo nâu đứng ở đây. Hồi nãy đứng đằng xa xa tưởng là một cái tổ chức thiện nguyện của tôn giáo. Thấy cái áo nâu. Cho nên đi qua mới khám phá ra là đang đứng cắt tóc. Hồi nãy nói là HN2K là của ông thầy. Dạ, ông thầy tên là HN hay là tên gì? Tên hay là Nguyễn Hoàng Nhi. Nguyễn Hoàng Nhi. Dạ. Chữ hai là sao? Dạ, sinh năm 2000. Wow. Ông thầy sinh năm 2000. Ông thầy thời thế hệ 2K. Truyền lại cho các em ở đây. Nguyễn Hoàng Nhi. Cái tên nghe cũng thấy không? Hồi tên giống là Tây nè. HN Chu Khê. Nghe cái Tây không? Dạ. Nhưng mà thật sự là ông thầy đã huấn luyện các em là làm thiện nguyện. Dạ. Ra đây cắt tóc giúp cho đời. Dạ. Bây giờ người nữ như vậy đó là cắt tóc cho nữ hay là cắt tóc cho nam luôn? Rồi có làm make up rồi có làm gì khác nữa hay không? Dạ không. Chỉ ra đây cắt. Cắt thôi. Là bây giờ có nhiều người cũng thay đổi thêm, làm cho nó thêm màu sắc thêm. Dạ. Là thí dụ là phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Làm make up vân vân. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại yêu nghề. Yêu nghề. Dạ. Tuyền nói cho tất cả khán giả khắp nơi xa lắm. Dạ. Sắp sửa cắt cho cái ông thợ, ông khách này từ tới là nửa vòng trái đất luôn. Dạ. Từ Texas, Hoa Kỳ. Dạ. Nhắn nhủ sao? Dạ. Tuyền nhắn sao? À, em ơi, trên thế giới này mọi người có lòng yêu thương tất cả những người khác, cho dù là bất kỳ người nào trên thế giới này, giống như em muốn giúp đỡ tất cả các người mà có hoàn cảnh khó khăn, và em muốn dốc lòng hết sức để giúp đỡ người đó.
giúp đỡ mọi người cũng như là giúp đỡ mọi người. Em thấy cảm thấy rất là vui vì làm những điều như vậy. Cảm ơn Tuyền rất là nhiều, thật sự ra nhắn nhủ rất là có một cái ý nguyện là chia sẻ. Chúng ta có cái gì trên thế giới này những người khác không có, chúng ta hãy mở rộng lòng ra để chia sẻ. Cho đi thì sẽ được nhiều cái ngược lại. Cái cho đi không bao giờ mất mát cả. Cảm ơn Tuyền cũng như cảm ơn tất cả các em ở đây đã làm những cái chuyện có rất là nhiều ý nghĩa này. Xin kính chào tạm biệt cùng tất cả quý vị của Hương đến với lại chương trình Michael Hòa Phiêu Du Ký tại tiệm hớt tóc Tôn Cộng ở thành phố Tây Ninh, công viên 30 tháng 2, 30 tháng 4. Yeah.